Thưa quý vị, cũng trong sáng nay tại trụ sở Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị trực tuyến công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử. Sự kiện là tiền đề để triển khai rộng rãi hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh thành phố trong giai đoạn 1 và tiến tới thực hiện trên toàn quốc vào tháng 6 năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đại diện các bộ ban ngành đã cùng nhau bấm nút kích hoạt hệ thống hóa đơn điện tử Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, công tác hiện đại hóa hệ thống thuế và triển khai áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài chính nói chung và ngành thuế nói riêng trong năm 2021. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đánh giá cao những thành quả đạt được của ngành tài chính trong việc chuyển đổi số. Liên quan đến việc triển khai hóa đơn điện tử, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống hóa đơn điện tử, phối hợp triển khai hiệu quả trên mọi địa bàn việc sử dụng hóa đơn điện tử có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế và giúp xây dựng cơ sở dữ liệu lớn góp phần chuyển đổi số của cơ quan thuế ngành tài chính và phát triển chính phủ điện tử